Chào các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách sửa một cái quạt này. Đó thì cái quạt này của khách đem lại là nó không chạy nha. Thì đầu tiên mình dùng cái đồng hồ đo, mình đo thử cái đầu nguồn vô, kiểm tra cái sợi dây điện nè. Các bạn mở chế độ đo điện trở và chỉnh cái thang đo X10 nha. Rồi tiến hành các bạn đặt hai que vào hai cái đầu sợi, hai sợi dây nguồn nè. Sau đó tiếp tục các bạn nhấn ba số của cái quạt á, là các bạn nhấn 1, 2, 3. Nếu mà cuộn dây nó còn á, nó sẽ lên điện trở theo thứ tự nha. Còn ở đây mình nhấn lên thì nó không có lên được cái gì hết, không có lên kim. Đó thì chứng tỏ là cái đường dây của nó sẽ bị đứt rồi. Thứ nhất cái là đứt dây nguồn, hoặc là nó sẽ là đứt cuộn dây của cái lóc quạt. Để biết được thì chính xác nó đứt cái nào thì các bạn tháo ra và mình đo ở bên trong. Rồi đầu tiên mình đo kiểm tra sợi dây nguồn trước, coi nó có bị đứt hay không. Đây thì hai sợi dây nguồn vô thì một đầu của cái sợi dây nguồn nó vô công tắc và một đầu nó vô cái cọng sám của cái dây motor. Đó, thì các bạn đo một đầu dây nguồn nè, với một đầu dây bên kia của nó lên là nó thông mạch. À, đầu dây còn lại cũng thông mạch luôn, có nghĩa là sợi nguồn của mình nó không có bị đứt nha. Rồi, để tiếp tục mà mình kiểm tra cái lỗi này á, thì các bạn đo đặt một que vào cổng dây xám, que nào cũng được nha, que đỏ hay que đen gì cũng được. Rồi tiếp tục cái que còn lại các bạn đo lần lượt vào cái dây trắng và dây vàng, dây xanh và đo vào dây hồng, coi nó có lên hay không. Ở đây mình đo thì nó không có lên nè. Đó, chứng tỏ là cái cuộn dây của cái lóc này nó bị đứt rồi. Rồi thì bây giờ mình bắt đầu mình tháo cái bầu của nó ra để mình kiểm tra trên cái đầu lờ, cái đầu của cái lóc quạt á, coi nó cháy hay là nó bị đứt. Thì đầu tiên các bạn tháo cái tay dên này ra, con ốc tay dên này. Sau đó thì các bạn tháo bốn con ốc của cái bắc motor. Rồi mình tiến hành tháo cái nắp ra. Đó thì các bạn dùng cái kìm cắt á, các bạn cắt sợi dây đo, dây rút ra và mình đo mấy cái đầu dây nè. Có cái lóc quạt nó sẽ có cầu chì nối tiếp qua cọng dây xám, thì mình kiểm tra cọng dây xám đó. Còn cái này thì mình kiểm tra mấy cái đầu, nó vẫn không lên điện, không lên điện trở. Rồi thì bây giờ các bạn cắt sợi dây này ra luôn. Đối với cái quạt bàn á mà ngắn á, thì các bạn khỏi cắt, các bạn thay luôn cái lóc mới. Cái lóc mới nó có sợi dây á, thì các bạn tháo sợi dây cũ ra luôn. Còn đây là đối với quạt lửng nha. Quạt lửng thì nó cao nên mà bắt buộc mình phải nối cái lóc ở trên này. Chứ nếu mình thay cái lóc mới á thì nó sẽ không có đủ dây, nên mình cắt mình nối trên cái đầu này luôn. Đó, thì cái cốt này khi mình tháo ra mình thấy cái cốt này nó rơ rồi, nên là mình sẵn thay cái lóc này, mình thay luôn cái cốt. Thì cái cốt nó xét á, nó bị lâu ngày nó xét á, cái lấy cốt ra nó khó, thì các bạn dùng sợi cái miếng dây nhám này, miếng dây nhám nhuyễn, các bạn chà cái cốt trước xong đó mình lấy cái cốt ra ngoài. Rồi bây giờ mình tiến hành mình đóng ra, mình thay cái cốt luôn nha. Đây thì mình cốt bạc mình có sẵn ở nhà luôn nè. Đây mình thay cái cốt mới vô. Đó, thì các bạn đóng canh mà nó vừa chừng cái hai cái ống chỉ, các bạn xỏ vô và cái đầu ra của nó là cái đầu phía đằng sau á, các
các bạn canh phía sau nó bằng như cũ là được. Đây, mình để mình đóng thêm chút xíu. Đây, mình xỏ hai cái ống chỉ vô và mình xỏ ron. Lưu ý là nó có hai loại ron nha. Cái ron mềm nè là các bạn xỏ vô trước, sau đó là mới tới ron phim cứng, để khi mà cái cốt nó cạ vô các bạn á, nó không có mòn và cái ron phim nó tiếp xúc với cái bạn. Rồi bây giờ mình tiến hành ráp lại thôi. Rồi các bạn sẽ ráp vào cái nắp trước trước, sau đó là đặt cái xích to to vào. Đó thì ở đây mình có mua sẵn một cái lốc nè. Nói chung là mình bây giờ là người ta có bán sẵn, mình chỉ mua thay thôi, mình không có cần quấn nha. Mình không có thời gian để mình quấn cái lốc. Đó, người ta có bán sẵn dây đồng luôn. Thì trong cái lốc này á, người ta có hướng dẫn sử dụng luôn, là các bạn ráp quay dây ra đằng trước hoặc là dây ra đằng sau, người ta có ghi trong này luôn. Sử dụng tụ bao nhiêu microfarad thì người ta cũng có ghi sẵn đến đây luôn, và stator 44 hay 46 thì người ta cũng để trên cái này luôn. Đó, thì khi mua thì các bạn nhớ chú ý. Rồi bây giờ mình tiến hành ráp vô nha. Đó, thì cái stator này là người ta ra đằng sau nên mình ra dây phía sau luôn, có nghĩa là ra cái dây ở cái nắp đằng sau. Rồi trước khi siết ốc lại thì các bạn gõ hai cái nắp này để cho nó sát với nhau, xong các bạn kiểm tra cái độ rơ nó nè. Nhiều lúc á, khi mà các bạn gắn xích tơ to khác vô á, nó sẽ bị cứng hoặc là nó có độ rơ nhiều, thì các bạn tháo ra lại nha. Mình chêm cái lông đền ro ở trong á cho nó phù hợp với cái xích tơ to là được, cho khi mình quay cái cốt nó nhẹ là được. Khi mà ráp vô thì các bạn dùng cái búa gõ nhẹ ngay cái xích tơ to á, để cho cái rotor nó cân bằng, cho nó nhẹ. Rồi thì bây giờ mình cho vào cái quạt lửng nha. Cái này là quạt lửng nha, không phải quạt bàn nha. Đó, nên mình để cái đường dây cũ của nó dài, để khi mình kéo lên kéo xuống đó, cho nó đủ. Còn đối với quạt bàn thì cái xích to nó sẽ đủ dây, nên mình không có cần cắt. Rồi bây giờ mình chỉ cuốc đầu dây và mình nối dây theo màu của nó là được. Thì thường thường cái lốc đó là nó có 5 sợi nha: trắng, vàng, xanh, hồng, màu xám. Thì các bạn hàng dây nối giống nhau là được. Có loại xích to người ta sử dụng màu đỏ thì các bạn thay thế vào màu hồng luôn nha. Đỏ xám thì các bạn gắn màu hồng vô màu đỏ nha. Còn màu xám thì các bạn giữ nguyên, nối vào màu xám luôn. Ở đây thì mình có mấy cái ống gen nè. Này nên người ta bán cái ống nhựa đó. Các bạn xỏ vào cái 5 sợi dây này và mình xe theo đúng thứ tự theo màu và mình chấm chì lại nha, cho nó chắc chắn. Bây giờ mình tiến hành đấu dây theo màu nha. Rồi tiến hành mình chấm chì. Thank you.
Sau khi chấm chì xong thì các bạn kéo các ống, mấy cái ống nhựa này lên nha. Và mình dùng hộp quẹt mình hơ lại, mình hơ lửa cho nó quéo lại, cho nó khỏi chạy lên chạy xuống cái ống gen là được. Thì cái ống nhựa này ở ngoài tiệm điện người ta có bán nha, cái ống gen nhựa là người ta bán. Đây, các bạn dùng hộp quẹt các bạn hơ là nó bám lại là cứng thôi. Rồi bây giờ các bạn dùng cái sợi rút, đai rút á, các bạn đai dây cho nó gọn lại trên cái nắp là xong nha. Nếu các bạn không có dây rút á, thì các bạn dùng dây chỉ á, các bạn cột lại cũng được, dây nhợ á, cước cũng được, cột vào cái nắp sau. Đây, bây giờ mình tiến hành ráp cái bầu lại và ráp lồng cánh vào, mình thử cho các bạn xem luôn. Rồi, bây giờ mình tiến hành thử cắm điện vào thử cho các bạn xem luôn nha. Ok, mình bấm số 1, số 2, số 3. Ok, thì video của mình chia sẻ cho các bạn tự sửa cái quạt và tự mua lốc quạt về thay luôn và không cần đem tới tiệm. Đó, thì cái lốc này ở ngoài tiệm người ta có bán sẵn, các bạn chỉ mua về thay thôi, không phải cần phải là đem tới tiệm đâu. Ok, mình chúc các bạn thành công nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vô cái chuông để nhận được thông báo xem video mới nhất từ kênh của mình nha.